Xin chào các em. Thì vừa rồi chúng tôi có nghiên cứu, Top Farm ấy, có nghiên cứu là những cái sách giáo khoa công nghệ từ lớp 6 cho đến lớp 12. Thì thấy rằng là cái chương trình sách giáo khoa công nghệ hiện nay của Bộ Giáo dục Đào tạo là rất là phù hợp, đúng, rất là thực tế, thực tiễn cho cuộc sống. Đấy, và rất gần với những gì mà Top Farm đang thực hiện ở ngoài đời thực. Đúng không? Thì cho nên là chúng tôi hiện nay sẽ kết nối cái chương trình này với lại cái sách giáo khoa, với lại cái thực tế mà Top Farm đang thực hiện ở các trường học cũng như là ở trên thương trường. Đúng không? Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cuốn Công nghệ lớp 7 nhé. Đấy, cuốn Công nghệ lớp 7 thì cuốn này là của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, và chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh giống như thế này, tức là nó có một cái máy cày này, một đàn bò sữa này và một cái hệ thống nuôi cá bè nổi, đúng không? Ở đây là chắc là trên biển đấy. Ở đây chúng ta thấy mấy con thuyền đánh cá đây, đúng không? Đó. Thì cái cuốn sách này rất là hay và rất là thực tế, rất bám sát với cái thực tiễn sản xuất trong nền kinh tế Việt Nam. Và mình cũng dành lời khen, tôi cũng dành lời khen cho những cái chuyên gia, đặc biệt là người chịu trách nhiệm mà xuất bản là Hoàng Lê Bách, đúng không nào? Đấy, cũng như là các cái chịu trách nhiệm nội dung, tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung là Phạm Minh Thái. Những người này là đã soạn ra một cái giáo trình rất là thực tế, rất là phù hợp với cuộc sống và có nghiên cứu, có kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống. Đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó có cái chương 1. Đúng không? Chương 1. Người ta phân ra, nhưng mà người ta phân ra như thế này thì mình vẫn chưa cảm thấy là chưa gọn lắm, đúng không? Thứ nhất là gì? Người ta phân ra là chương 1 này là trồng trọt, đúng không nào? Là trồng trọt. Xong lại chương 2 thì họ sẽ đi chương 2, đúng không? Thì họ sẽ đi sâu hơn vào trồng trọt, đó là lâm nghiệp. Đấy. Thì theo Top Farm thì là cái phần chương 2 này này thì nên để vào trong cái phần trồng trọt này. Đúng không? Chúng ta sẽ tích hợp vào cái trong phần trồng trọt này vì nông nghiệp chính là trồng trọt mà. À, lâm nghiệp chính là trồng trọt. Đúng không? Lâm nghiệp là trồng trọt. Và chương 3 thì người ta để chăn nuôi. Chương 3 là chăn nuôi. Đấy, nhưng mà theo vào chương 4 thì nó là thủy sản. Thì cái chăn nuôi này ấy, thì đã bao gồm cái ngành thủy sản này rồi. Thế cho nên là chúng ta không nên để hai cái chương này là tương đương với nhau. Đúng không nào? Không nên để như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tích hợp là gì? Thực tế là chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược về hai ngành. Đó là ngành trồng trọt. Mình sẽ cho cái to cái chữ này ra nhé. Đó là trồng trọt. Và thứ hai là chăn nuôi. Đấy, đây là hai cái lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp Việt Nam. Đúng không nào? Thì trong cái trồng trọt này á, nó sẽ có trồng trọt rất là nhiều thứ, ví dụ trồng rau, đúng không? Trồng cây ăn quả. Đấy. Cây lương thực, đúng không? Lương thực, cây công nghiệp, đúng không nào? Cây công nghiệp. Đấy, và trong đó thì có một cái lĩnh vực đó là lâm nghiệp. Đúng không nào? Thì trong chăn nuôi này thì có rất nhiều loại chăn nuôi, ví dụ như chăn nuôi gia súc gia cầm, gà vịt, đúng không? Gia súc gia cầm vân vân, gia cầm, đúng không? Rồi chăn nuôi thủy hải sản thì là một, đúng không? Thủy là nước mà. Đấy. Cho nên thủy sản thì bao gồm là gì? Biển và thủy cá nước ngọt, đúng không nào? Các loại thủy sản nước ngọt và thủy sản ngoài biển, tức là nước mặn. Nên trên thực tế thì hiện nay người ta vẫn ứng dụng cái nước mặn ấy với tỷ lệ nhỏ thôi. Ví dụ như khoảng 2% nước mặn để cho muối người ta cho vào trong các cái bể nuôi để diệt bớt vi khuẩn đi, đúng không? Diệt bớt vi khuẩn có hại đi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành trồng trọt, đấy, tóm lại là của cái cuốn sách Công nghệ lớp 7 này rất đơn giản thôi. Đó là gì? Trồng trọt và chăn nuôi, đúng không nào? Ừ. À, như vậy là ngành cuốn sách Công nghệ lớp 7 của chúng ta sẽ nghiên cứu hai ngành, đúng không? Đó là hai ngành chủ chốt của nền nông nghiệp đấy, đó là trồng trọt và chăn nuôi. Và trong cái hai cái ngành này thì trong cái trồng trọt này chúng ta sẽ có cái lâm nghiệp là nghiên cứu ưu tiên hàng đầu của cuốn sách lớp 7 này.
đúng không? Và chăn nuôi thì chúng ta sẽ chăn nuôi thủy sản, tập trung vào gì, nghiên cứu về chăn nuôi thủy sản đó. Thì đây là nội dung chủ chốt của cái công nghệ lớp 7 đấy. Và người ta sẽ như vậy, chúng ta sẽ phải hiểu trồng trọt là gì, và thứ hai hiểu chăn nuôi là gì, đúng nào? Vậy thì ở đây chúng ta hiểu trồng trọt là gì nào. Đấy, ở đây thì trong cái chương 1 bài 1 thì người ta sẽ giới thiệu về trồng trọt, đúng không? Đấy. Ở đây thì người ta lại không định nghĩa được là trồng trọt là gì, mà người ta chỉ nói đến vai trò của trồng trọt thôi, đúng nào? Đấy. Người ta nói này, trồng trọt ra đời từ khi nào, có những phương thức trồng trọt nào, có vai trò như thế nào đối với đời sống con người, và có những ngành nghề nào trong trồng trọt. Như vậy chúng ta phải nghiên cứu mấy vấn đề. Thứ nhất là trồng trọt này, là mấy vấn đề này. Ở đây người ta lại không định nghĩa về trồng trọt nha. Người ta sẽ không định nghĩa, có thể là cái định nghĩa này đã nằm trong sách lớp 6 rồi. Người ta sẽ định nghĩa về thứ nhất là gì? Khi nào? Thì nó ra đời khi nào, đúng không nào? Hỏi chấm, đúng không? Một. Cái thứ hai là phương thức nào? Phương thức canh tác nào, đúng không nào? Cái thứ ba của nó sẽ là gì? Vai trò. Ba. Vai trò. Cái thứ tư là ngành nghề nào. Tức là cái này là nó là hơi đi gọi là sâu rồi đấy, đúng không? Tức là vào thực tế luôn, tức là ngành nghề nào sẽ là ngành nghề liên quan đến trồng trọt này trong đời sống của nền kinh tế Việt Nam cũng như trên thế giới. Đúng không? Đấy. Thì đấy là bốn cái vấn đề mà người ta sẽ nghiên cứu ở trong cái vấn đề trồng trọt này, trong cái chương trồng trọt này. Đúng không? Đây là cái giới thiệu sơ lược về trồng trọt. Đấy. Thế còn ở đây thì cái khi nào chúng ta chưa quan tâm, đúng không? Người ta lại đưa cái vai trò này lên trước. Đấy. Vai trò của trồng trọt lên trước. Thì trong cái vai trò của trồng trọt này là người ta lại bố trí sách hơi lộn xộn một chút, đúng không? Thì cái vai trò của đồng trồng trọt này đối với cái nền kinh tế, đối với con người và nền kinh tế Việt Nam, đấy, bao giờ nó cũng là cái, à, thứ nhất là gì, với nền kinh tế này và con người. Và sau này các em lớp 7 này, chúng ta khi học đại học, mà cũng chẳng cần phải học đại học, các em cũng sẽ hiểu được rằng kinh tế chính là con người nha. Bởi vì nếu không có con người thì sẽ không có nền kinh tế. Đấy, nghe thì nó rất là ghê gớm, nhưng mà kinh tế là gì? Là những cái hoạt động mà trao đổi, đúng không? Của con người, trao đổi giá trị. Giá trị ở đây có thể là giá trị về lương thực thực phẩm, giá trị về tiền bạc, tài chính, vân vân. Đúng nào? Giá trị hàng hóa. Đấy, tức là theo thầy ấy, thì là kinh tế chính là cái việc là chúng ta trao đổi giá trị giữa những con người. Vậy thì vai trò của trồng trọt đối với nền kinh tế cũng chính là vai trò của trồng trọt đối với con người. Con người là một phần phần tử của nền kinh tế, đúng không? Một phần rất nhỏ của nền kinh tế này, là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Và ngược lại thì kinh tế cũng sẽ phục vụ ngược trở lại con người, tức là gì? Nhiều con người thì tạo nên nền kinh tế, và ngược lại nền kinh tế sẽ phục vụ cho từng con người cụ thể. Rất đơn giản thế này thôi. Các em sẽ ra ngoài, các em mua một cái sản phẩm, ví dụ mua rau chẳng hạn, đúng không? Đấy, mua rau là một sản phẩm ngành trồng trọt, và cái rau này sẽ phục vụ cái giá trị gì? Là sẽ phục vụ cho chúng ta ăn uống hàng ngày. Ăn uống để làm gì? Ăn uống để tồn tại, đúng không? Tồn tại để làm gì? Để có sức khỏe, đúng không? Có sức khỏe để vui chơi giải trí. Đó, từ cái sức khỏe này là vui chơi và tiếp tục làm việc. Và sau đó lại tiếp tục gì? Tồn tại, đúng không? Đấy. Thì đây chính là vai trò đầu tiên của cái trồng trọt này, đó là phục vụ đời sống con người, đời sống kinh tế và đời sống con người, đúng không? Thế thì phục vụ như thế nào? Thì ở đây là phục vụ thế nào? Đấy, tức là chúng ta tư duy, đúng không? Vậy nó phục vụ như thế nào? Thì nó sẽ bằng cách là gì? Cung cấp, đúng không? Cung cấp các loại nông sản, hay là nông sản hay là sản phẩm đi, đúng không? Người ta gọi chung là sản phẩm, ví dụ như là ngô khoai sắn này, đúng không? Ngô khoai sắn, đúng không? Là rau này, vân vân này, là gọi là gì? Gọi chung là nông sản hay là một sản phẩm nông nghiệp. Đấy, tức là đấy, sản phẩm nông nghiệp thì chính là nông sản. Ở đây là có chữ nông này và chữ sản, đúng không? Đây là một từ Hán Việt, thì nó chữ nông là nông nghiệp,
Và chữ sản chính là gì? Sản phẩm. Đấy, cho nên ngô khoai sắn hay là rau hay là củ quả đúng không? Vân vân ấy thì đều là sản phẩm của cái ngành như nào? Ngành trồng trọt. Đấy, ngành trồng trọt này đó chính là gì? Chính là tạo ra các cái sản phẩm nông nghiệp hay còn gọi là nông sản để làm gì? Để phục vụ cung cấp đúng không? Cho đời sống con người, cung cấp cho từng con người và nền kinh tế. Đấy, tức là gì? Vậy thì chúng ta có định nghĩa là vai trò của nó là gì? Phục vụ con người và phục vụ nền kinh tế đúng không? Cung cấp các cái nông sản cho con người, cho nền kinh tế. Nông sản cụ thể ở đây là ngô, khoai, sắn, rau, củ quả, vân vân. Đó, tất cả những nông sản này là những sản phẩm của ngành trồng trọt. Đúng nào? Đây, ngành trồng trọt như vậy. Ở đây thì chúng tôi cũng đã nói là chúng ta đã hiểu qua cái vấn đề là trồng trọt là gì, đúng không nào? Và chúng ta cũng đi luôn vào một cái vấn đề, một cái thống kê. Nhưng mà ở đây thì người ta nói đến cái vấn đề là triển vọng của ngành trồng trọt. Tại sao lại là triển vọng? Bởi vì chúng ta chỉ nghiên cứu đúng không? Chỉ nghiên cứu những cái vấn đề mà nó có tương lai thôi, chứ không phải là nghiên cứu những vấn đề mà bây giờ nó sẽ không còn phục vụ đời sống con người nữa. Đúng không? Có triển vọng ở đây tức là gì? Các em sẽ hiểu rằng chúng ta sẽ đi vào thực tế. Tức là gì? Sau này các em sẽ làm gì? Có kiếm tiền được không? Đấy. Đấy. Học cái này thì có kiếm tiền được không? Có kiếm tiền được không? Đấy. Và cái kiếm tiền này thì chúng ta sẽ từ cái kiếm tiền được hay không? Nó có tương lai hay không? Cái ngành nghề này còn có tương lai không? Có, mình khẳng định là có đúng không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ các em đều đã xem đài báo đúng không nào? Chúng ta thấy rằng là có những ngành nghề nó không còn tương lai nữa. Đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ không có triển vọng nữa. Đúng không nào? Đấy. Triển vọng tức là gì? Một cái gì đó rất thực tế trong tương lai. Và chúng ta học nó để làm gì? Để chúng triển, tức là hy vọng phát triển đấy. Đây là kỳ vọng phát triển, đây là vọng là kỳ vọng. Và triển là phát triển. Phát triển là gì? Phát triển là nó còn tiếp tục. Hiện tại tốt nhưng mà trong tương lai vẫn còn tốt. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ học những cái gì có kỳ vọng phát triển. Có kỳ vọng phát triển là gì? Là tiếp tục là xã hội đang cần. Đúng không? Xã hội cần nhé. Cần nó. Trong tương lai. Không những tương lai gần mà tương lai xa. Ví dụ như thế nào gọi là tương lai gần và tương lai xa? Ví dụ như là trong vòng 5 năm trở lại đây đúng không? Ví dụ năm nay là năm 2024 đi. Thì đến năm 2029 còn cần không? Rất cần luôn, nông sản vô cùng quan trọng. Không những cho đối với Việt Nam mà đối với cả thế giới, đúng nào? Thế còn thế là tương lai là thế nào là xa? Tương lai từ 5 năm cho đến gì 20 năm. Mình gọi là tương lai trung hạn. Và gì xa tức là gì 100 năm tới. Thì khẳng định rằng 100 năm tới thì cái ngành nghề nông nghiệp này vẫn còn rất là quan trọng đúng không? Bởi vì chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải ăn đúng không nào? Không những ăn mà còn ăn nhiều nữa đúng không? Và không những ăn nhiều mà còn phải ăn chất lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ đi vào hai vấn đề. Một là nâng cao sản lượng, tức là gì? Số lượng được sản xuất ra. Và thứ hai là nâng cao gì? Chất lượng. Chất lượng ví dụ như là chúng ta ăn một quả táo đúng không? Thì cái quả táo đấy không chỉ là chúng ta ăn cái quả táo mà chưa bao giờ ăn đúng không? Ăn chứ bao giờ ông ăn phát nuốt luôn không cần biết như nào, nhưng mà gì chúng ta phải là ngon thơm ngon rồi sạch sẽ, sạch không những sạch mà còn sạch tuyệt đối luôn đúng không? Đấy thì tuyệt đối sạch đúng không? Đảm bảo tất cả các chất lượng của châu Âu này để phục vụ người Việt Nam đúng không nào, phục vụ cho sức khỏe người Việt Nam đại view thế. Thì đây là những cái triển vọng của ngành nông nghiệp. Thế thì bây giờ quay ngược trở lại, chúng ta lấy một cái ví dụ là cái gì không còn triển vọng. Giả sử như là ngành các em thấy là có ngày xưa là có các văn thư đúng không? Ngành văn thư thì trước đây ấy, thì người ta sẽ phải gõ gõ bàn phím đúng không? Đấy, tôi nhớ là đâu là mỗi trang là hồi đấy là người ta mua lấy là gõ một trang này là 20.000. Có thời điểm là 80.000 đồng một trang. Và bây giờ là 20.000 đồng một trang. Thế tuy nhiên ấy,
thì cái ngành này bây giờ người ta sẽ không cần nữa, bởi vì người ta có phần mềm quét, ví dụ như là V-Scan hay là V-Flat chẳng hạn, đúng không? Hay là Scanner. Đấy, thì có những cái phần mềm này người ta tích hợp được tiếng Việt vào đây và người ta sẽ quét những cái văn bản này. Đấy, chụp văn bản về, người ta dùng trí tuệ nhân tạo ở mức cơ bản, đúng không? Ở mức điều kiện để người ta sẽ suy luận ra những cái chữ nó xấu, đúng không? Những con dấu vân vân đấy. Và thông qua một hệ thống gọi là reference, tức là tham chiếu bằng tiếng Việt, thì người ta sẽ đưa ra được từ cái văn bản gốc này, văn bản gốc đúng không, mà cần cần đưa vào, cần số hóa đúng không nào, cần số hóa để đưa lên mạng, thì người ta sẽ thành một cái văn bản gì nào, số hóa đúng không, văn bản có thể chỉnh sửa được đúng không nào. Đấy, tức là từ một cái văn bản gốc là dạng BMP, tức là dạng bitmap đấy, dạng dạng hình ảnh bình thường. Rồi chúng ta chụp ảnh vào thì chúng ta sẽ chuyển hóa thành văn bản có thể sửa được, có thể tìm kiếm được, đúng không? Gọi là editable. Đó là editable. Thì cái này sẽ đưa vào doc, đúng không? Word này, Excel này, vân 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 đúng không nào, để phục vụ cho cái quá trình mà chúng ta chiết xuất, xử lý thông tin. Đấy, thì số hóa những văn bản này, ví dụ như là chúng ta số hóa những cái văn bản mà từ những năm 1950 trở về trước chẳng hạn. Nó có bao gồm chữ Hán nôm này, nó là rồi các cái chữ tiếng Việt, chữ Việt đúng không, là chữ tiếng Việt này, mà được in từ ngày xưa và không còn văn bản số hóa nữa, thì người ta sẽ đưa vào và số hóa nó và nhận dạng văn bản. Đấy, từ đó thì để chúng ta có thể in ra được rất nhiều bản, hoặc là gì đưa lên mạng rồi in thành nhiều bản đúng không nào, này, để phục vụ công tác nghiên cứu sau này. Thì những cái này bây giờ ấy, là con người sẽ không phải làm nữa, mà chúng ta chỉ cần mua một cái phần mềm khoảng 200 đô la thôi. Đấy, một lần thôi, mua một lần thôi thì chúng ta có thể là gì, quét hàng tỷ trang đúng không, không, không quan trọng đúng không? Và chúng ta không mất nhiều tiền như vậy, tức là như vậy thì thông qua như vậy thì năng suất lao động tăng lên, nhưng cũng gì nào chỉ, nhưng mà chắc chắn là triển vọng của ngành gõ, của ngành văn thư gõ bàn phím của những cái người cái nghề đấy, hay là cái nghề gõ bàn phím là bằng không. Đấy, bằng không, tức là triển vọng tương lai là không có. Hay là những cái người mà đọc đúng không nào, đấy, đọc văn bản ở trên YouTube đi, đấy, hay đọc truyện đấy, thì sẽ không còn triển vọng nữa, bởi vì hiện nay là ví dụ như các bạn nghiên cứu cái phần mềm, nó gọi là phần mềm TikTok đúng không, cái phần mềm TikTok editor đấy. Đấy, cái phần mềm này á thì nó cho phép là cái phần mềm Pro đấy, bản Pro này bên mình hay sử dụng đây, thì nó sẽ ngoài cái việc là nó sẽ, ví dụ như chúng ta đọc một cái văn bản, chúng ta đang có một cái giọng nói như này, chúng ta chuyển thành văn bản, và từ văn bản này thì cái phần mềm nó sẽ đọc lên thành âm thanh. Hay là rất nhiều trang web hiện nay người ta cũng tích hợp, ví dụ Google Chrome là tích hợp cái phần đọc rồi đúng không, hay là Edge của Microsoft là đã tích hợp phần đọc rồi, âm thanh, đọc âm thanh rồi, từ âm thanh, từ văn bản thành âm thanh. Và như vậy thì những người phát thanh viên, cái nghề phát thanh viên ấy sẽ không còn triển vọng nữa, trừ những giọng đọc nhé, trừ những giọng đọc hay đấy, hay và chưa thể bắt chước, nhưng mà rồi thì AI nó sẽ bắt chước hết, thì cái ngành này nó sẽ không còn triển vọng nữa, hoặc là triển vọng kém, hay gọi là triển vọng kém. Hay tôi ví dụ như là cái ngành mà ngành lập trình viên, thì hiện nay là chúng ta được biết rằng là Google, thì công ty Google ấy, hay là công ty Alphabet ấy, đúng không? Alphabet này thì của Google này thì người ta đã sử dụng đến 30% các cái code được do AI, AI họ phát triển, họ viết. Và ngay cả Misa của chúng ta, thì tôi có quen là người bạn học của tôi ấy, là phó tổng, thì cũng nói rằng là phó tổng Misa đấy. Thì người này cũng cho biết rằng là hiện nay Misa đang thay thế dần, và cũng thay thế được khoảng độ 20, 10 đến 20% rồi là lập trình viên bằng cách là sử dụng các công cụ AI. Đấy, như vậy thì cái ngành triển vọng của ngành nhân viên lập trình ấy cũng là triển vọng là mờ mịt, đúng không nào? Do AI. Đấy, tôi ví dụ như vậy. Thế thì đối với cái ngành mà trồng trọt này, đúng là ngành trồng trọt này thì triển vọng nó cao không? Triển vọng rất cao. Đấy, bởi vì sao? Tại sao lại còn có triển vọng cao?
triển vọng cao đối với ngành trồng trọt. Vì lý do là gì? Hiện nay có rất nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành trồng trọt cần phải giải quyết. Đúng không? Đối với ngành trồng trọt cần phải giải quyết. Chính vì khó khăn thách thức này mà chúng ta vẫn phải có nghề, tiếp tục phát triển cái nghề này. Đúng không nào? Vẫn vẫn phải có người tiếp tục làm để phát triển cái nghề này cho đến khi những cái khó khăn thách thức này phải được giải quyết hết. Thì những cái khó khăn thách thức này là gì? Đúng không nào? Là gì? Hiện tại là gì? Thì hiện nay nó là vấn đề đô thị hóa. Vấn đề ô nhiễm không khí, nguồn đất, đúng không? Nguồn nước, đúng không nào? Vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu. Và vấn đề gì? Đa khí hậu. Ở đây là vấn đề đô thị hóa. Ở đây thì chúng ta có một cái vấn đề rất là lớn, đó là gì? Hiện nay đất đai nông nghiệp đang giảm đi. Vậy thì vấn đề cần giải quyết ở đây là gì? Là chúng ta phải xử lý được cái vấn đề, cái việc đó là gì? Đất đai giảm nhưng mà năng suất phải tăng. Vẫn phải tăng. Vẫn cần được tăng lên bởi vì con người ngày càng sinh ra nhiều hơn. Đúng không nào? Và chất lượng thì vẫn vẫn phải đảm bảo. Vẫn phải tăng lên. Đấy. Như vậy là gì? Đất đai thì giảm nhưng mà năng suất và chất lượng vẫn phải tăng. Đây là một cái thực tế. Đúng không nào? Về ô nhiễm thì ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước. Thế thì nguồn nước giảm, chi phí nước tăng, chi phí nước, đúng không? Ví dụ như các em là biết rằng là bây giờ một khối nước, nếu mà đánh lũy tiến lên thì có thể lên đến 35.000 đồng một khối nước, đúng không? Cho đến hiện tại. Đấy, thì cái chi phí nước tăng lên như thế này. Nhưng mà gì, giá thành vẫn phải gì không được cao. Giá bán lại không được cao bởi vì chi phí nước tăng thì dẫn đến giá bán tăng nhưng mà giá bán không được cao để phục vụ rất nhiều người. Đúng không? Để đảm bảo đời sống xã hội vân vân. Còn đất ô nhiễm như thế này thì vấn đề xử lý đất đất trồng là rất là khó khăn. Vậy là chi phí lại cao. Chi phí cao nhưng giá không được cao quá. Đấy, có cao quá thì người ta không ăn được, đúng không? Không khí ô nhiễm thì dẫn đến là gì? Không khí này nó bay vào rau rồi nó có rất nhiều cái kim loại nặng ở trong không khí, đúng không? Làm nước mưa này. Rồi thì cái rau mà trồng ngoài trời ấy, nó sẽ không thể đảm bảo được nữa. Vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Đấy, đấy là vấn đề, những vấn đề còn tồn tại mà con người hiện nay là vẫn còn nhức nhối, vẫn chưa giải quyết được. Và chúng ta phải giải quyết vấn đề đó, đúng không? Vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là gì? Từ cái vùng mà nhiệt đới có khi lại cái nó không còn hoàn toàn là nhiệt đới nữa. Đúng nào? Nhiệt đới nó không đặc trưng của nhiệt đới nữa. Hay là vùng ôn đới thì nó lại trở thành là gì? Những vùng nóng, đúng không? Có những thời tiết nóng và như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến việc là lựa chọn cái giống cây trồng. Ví dụ ngày xưa người ta thường trồng những cái cây hoa hồng rất là đẹp ở bên châu Âu chẳng hạn, thế ở Pháp, nhưng bây giờ thì có những thời tiết rất nóng như vậy thì cây hoa hồng không thể phát triển được, và khi nóng lên thì những cây hoa hồng thứ nhất là màu sắc nó không còn đẹp nữa, cái thứ hai nữa là nó thu nhỏ lại, đúng không? Cái bông hoa thu nhỏ lại và nhiễm bệnh nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ tác động rất nhiều đến cái việc lựa chọn những cái cây trồng. Vấn đề đa khí hậu tức là gì? Ví dụ trong một quốc gia, đúng không? Chúng ta có thể rất mong muốn là trồng được rất nhiều loại thực phẩm, đúng không? Mà ở các quốc gia như ôn đới, ví dụ chúng ta là hiện nay Việt Nam là nhiệt đới đi, khí hậu nhiệt đới đi, thì chúng ta cần những cái cây trồng những cái cây ở bên ôn đới, ví dụ như cây xà lách chẳng hạn, đúng không? Để đáp ứng được cái nhu cầu của những cái người mà thích ăn những cái đồ đồ ôn đới nhưng ngay tại cái đất nước nhiệt đới này. Thì đấy là vấn đề đa khí hậu, mà cái vấn đề này là chúng ta hiện nay là giải quyết rất khó khăn do vấn đề năng lượng. Bởi vì muốn tạo ra một cái sản phẩm nhiệt ôn đới ở cái vùng nhiệt đới thì chúng ta phải giảm nhiệt đỡ giảm nhiệt độ, đúng không? Giảm nhiệt độ ở cái trồng trọt ở trong một cái nhà rau thì dẫn đến là gì? Chúng ta phải có tiêu thụ năng lượng nhiều hơn và giá thành cao hơn, đúng không? Tức là còn rất nhiều vấn đề. Ở đây là chúng ta nêu ra bốn vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề đô thị hóa, vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nước, đúng không? Vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề đa khí hậu và nhu cầu đa khí hậu. Đúng là trồng trọt đa khí hậu ở một vùng đơn khí hậu, đúng không nào? Ở vùng khí hậu đặc trưng nào đó. Vậy thì triển vọng cao của một vấn đề nào đó, đúng không? Của một việc gì đó
lại liên quan chặt chẽ đến những vấn đề mà việc đó chưa được giải quyết, đúng không nào? Những vấn đề nghiêm trọng, những vấn đề cấp thiết, đúng không nào? Giả sử như là các bạn nhé, học về các bạn, nếu mà sau này các bạn học đi về xã hội chủ nghĩa đi, xã hội chủ nghĩa đi, thì hình như là Lenin, ông Lenin ấy, thì mình không nhớ mang máng, nhưng mà ông có nói một câu là đến khi nào mà con người ấy, xã hội phát triển mức mà cái ngành công an và ngành quân đội không cần nữa, đúng không? Tức là gì, mỗi một người thì làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu, thì lúc đó là cái ngành công an và ngành quân đội, đúng không ạ, sẽ không còn cần thiết nữa. Như ở Nhật Bản chẳng hạn, bây giờ thậm chí là công an chỉ đi bắt những cái vụ trộm lặt vặt thôi, thậm chí là không có việc để làm nữa, đúng không nào? Tôi ví dụ như thế. Thế thì ở đây là gì, lúc đấy triển vọng của ngành công an là gì, trong tương lai xa. Đấy, công an và quân đội, đúng không, trong tương lai xa là sẽ kỳ vọng nó sẽ giảm xuống, triển vọng sẽ giảm. Đấy, tôi ví dụ thế. Đấy, nhưng hiện tại thì đang rất cần, bởi vì những mâu thuẫn xã hội còn rất nhiều, đúng không nào? Đấy, các em ra cổng này rất nhiều ma túy cái thứ, có sẵn sàng cái lúc nào cũng bẫy chúng ta. Thế nên là gì, những cái triển vọng của ngành công an, ngành quân đội là rất lớn. Đây, ở đây chúng ta nói về từ triển vọng. Đấy, vậy thì nói qua về cái khái niệm triển vọng như vậy, thì chúng ta sẽ xem là triển vọng của ngành trồng trọt là như thế nào. Ở đây thì người ta có nói rằng là Việt Nam thì là khí hậu nhiệt đới này. Đấy, cho nên là ở trong cái khí hậu nhiệt đới này rất nhiều loại hoa quả phong phú mà các nước ôn đới không có nhé. Hay là các nước mà hàn đới, hay là các nước khác, cái hiệu loại khác thì không có. Ví dụ chúng ta có dứa, chúng ta có xoài, đúng không? Chúng ta có rất nhiều loại mà ở các cái vùng kia không thể trồng được. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ phát triển được xuất khẩu, đúng không nào? Đấy, vấn đề để giải quyết cái vấn đề đảm bảo khâu xuất khẩu mà sang bên kia vẫn ăn được ấy, thì là vấn đề bảo quản, đúng không? Bảo quản và vấn đề gì, vấn đề vận chuyển. Vận chuyển làm sao mà nhanh nhất, đúng không, chi phí rẻ nhất để đến tay người tiêu dùng, thì cái giá thành nó sẽ giảm đi. Thì đấy, đấy là những cái triển vọng của ngành trồng trọt ở đất nước Việt Nam. À, ngoài cái vấn đề chúng ta là nhiệt đới đi, thì địa hình của chúng ta lại đa dạng, đúng không nào? Đấy, ví dụ như là ở cái vùng như là Hà Giang, hay là những vùng như là Sapa chẳng hạn, hay là Đà Lạt, thì chúng ta lại có cái địa hình nó cao, và cái địa hình đấy thì nó lại tạo ra một cái dạng khí hậu nó tương đối ôn hòa cho việc trồng những loại rau mà phù hợp với cái khí hậu mà lạnh, đúng không? Thì cái khí hậu đấy thì nó lại phục vụ được một cái nhóm nhu cầu, đúng không, ăn những cái loại rau trái vụ của chúng ta, đúng không nào? Ngay trong đất nước chúng ta đã có những cái vùng nhiệt đới như vậy, vùng vùng cái khí hậu như vậy, và vùng địa hình đa dạng như vậy, cho nên là gì, nó sẽ giải quyết được rất nhiều nhu cầu, cung ứng được rất nhiều nhu cầu phong phú và đa dạng của con người, đúng không nào? Cái thứ ba là truyền thống làm nông, đúng không? Thì cách đây khoảng 10 năm đấy, thì theo thống kê thì có đến 90% là người dân Việt Nam là nông nghiệp. Thì đây là một điều kiện rất là thuận lợi, tuy nhiên đây cũng là một điều kiện khó khăn. Đấy, thì thuận lợi khó khăn như thế nào thì chúng ta chưa 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 nói ở đây. Tuy nhiên là gì, thuận lợi ở chỗ là gì, đa số là người dân Việt Nam làm nông nghiệp. Thế cho nên là cái việc mà khả năng bị đói là rất thấp, đúng trừ năm 1945 thì bọn Nhật nó bắt người Việt Nam là nhổ lúa trồng đay thôi, thì nó gây ra nạn đói thôi. Một số năm khác nữa, nhưng mà thôi chúng ta không nói đây. Cái thứ tư người ta nói đến đây là chính sách hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ nông nghiệp. À, như ta có ngân hàng chính sách, đúng không, Agribank, ngân hàng nông nghiệp này, rồi các chính sách nông nghiệp nhà nước hỗ trợ, đúng không, các chính sách hỗ trợ khác, ví dụ hỗ trợ về thuế vân vân. Đấy, ví dụ như vừa rồi thì người ta mới đánh thuế cái gọi là thuế VAT đối với các cái sản phẩm phân bón, đúng không? Nhưng mà nhiều nhiều khi người ta lại phân tích đấy là một lợi thế, đúng không, cho cái sản phẩm phân bón đó. Thì ở đây thì người ta có một số liệu thống kê, tức là theo số liệu thống kê thì năm 2020 Việt Nam có 6 nhóm hàng và mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu đến 2 tỷ đô la, bao gồm cà phê hạt là 2,5 tỷ đô, gạo đạt 2,8 tỷ đô, hạt điều 2,9 tỷ đô, rau quả đạt 3 tỷ đô, tôm đạt 3,4 tỷ đô, gỗ 8,4 tỷ đô,
Như vậy là tổng cái sản phẩm năm 2020 xuất khẩu đối với nông sản nó rơi vào tầm khoảng độ đây là 14 này, 17 này, rơi khoảng 21-22 tỷ đô. Thì đấy là mình đã nói qua, video đến đây là tương đối dài đúng không? Nói qua về bài 1, tức là về cái trước là vai trò và triển vọng của trồng trọt. Đấy, còn phần 2 La Mã trong bài 1 thì chúng ta sẽ nói trong video tiếp theo, đó là các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Đấy, một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Đấy, cũng như là đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao. Thì cái này theo mình thì nó là một cái phần phần ở trong cái bài 1 này nó cũng không 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 nên là chúng ta đưa vào nhiều, đúng không? Một số ngành nghề trồng trọt như là kỹ sư trồng trọt, kỹ sư bảo vệ thực vật đúng không, kỹ sư chọn giống cây trồng, thì cái này nó là vấn đề ngành nghề rồi. Đấy, còn bài 2 thì làm đất trồng cây, người ta đi vào một cái việc cụ thể, đó là làm đất trồng cây, thì là một cái việc rất là thực tế và cụ thể của cái ngành trồng trọt đấy luôn. Người ta bảo là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống đúng không, nhất nước gì nhì phân này, tam cần này, tứ giống này. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là gì, cái giống cây ấy thì là không, chúng ta không nên hiểu là cái giống cây là vai trò là thấp nhất mà chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái này đều quan trọng, nhưng cái nào là cái điều kiện đầu tiên trước hết của một cái khác đúng không, thì nước là điều kiện đầu tiên, sau đó đến phân, sau đó đến giống, và đến đến cần và giống, đúng không? Cần ở đây tức là chúng ta hiểu là con người này, con người cần cù siêng năng hay là công nghệ trồng. Công nghệ ở đây thì có rất nhiều loại công nghệ, như công nghệ thông tin, công nghệ cảm biến, IoT, công nghệ thông tin này, công nghệ IoT này, công nghệ marketing này, đúng không? Công nghệ giống, đúng không? Công nghệ gen, gen này, giống này, đúng không? Công nghệ trồng này, công nghệ gì, robot này, tất cả những cái này sẽ phục vụ cho cái việc là cần này. Cái cần này bây giờ hiểu rất là xa, đúng không nào? Cái giống này có khi cũng chỉ nằm, chúng ta sẽ đưa vào cùng cần và giống này là trong một nhóm, bởi vì nó cũng thuộc về công nghệ. Này, còn phân này thì cũng là cần phải có công nghệ, nước này cũng cần phải có công nghệ, đúng không? Nói chung là công nghệ là nền, sẽ là nền tảng của nền công nghiệp tương lai để giải quyết các vấn đề, tất cả các vấn đề của cái nền nông nghiệp trong tương lai. Đó chính là công nghệ. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần 1 và phần 2 của bài 1 giới thiệu về trồng trọt nhé. Thế còn sau này chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái vấn đề này trong buổi hôm sau. Vậy là chúng ta sẽ có khoảng 4 chương, và 4 chương này sẽ được tóm tắt trong vòng khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, và chúng ta sẽ rất là dễ hiểu đúng không ạ? Xin chào, cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.